Tập 1219, B2 lòng hiếu khách của các bà mẹ. Hôm nay cả đám cùng tập kết đến nhà Ma Sao chơi. Mẹ Ma Sao thấy bạn thân của con trai đến nên đưa bánh rán ra mời. Kazama thấy ngon quá, Ma Sao có một cái xoắn xoắn vậy ta. Mẹ Ma Sao thấy không sao cả, Ma Sao ăn thử xem sao. Xin ăn thử thì thấy rất ngon, cả Kazama và Nene cũng thấy ngon nhức nách. Mẹ Ma Sao nghe vui quá cười tít cả mắt rồi vào trong. Ai cũng ăn rồi mà Ma Sao cứ ngồi một đống. Xin liền bảo cậu bạn ăn thử xem, ngon xuất sắc luôn. Kazama nghĩ chắc đây là cái bánh cuối cùng nên hình dạng hơi kỳ thôi, vậy là Ma Sao nổi giận đùng đùng. Tại sao mọi người cũng không thích ăn chiếc bánh có hình dạng kỳ cục này mà giờ lại bắt mình ăn chứ? Nene thấy có gì đâu, vị nó cũng vậy mà. Đám bạn cũng gật đầu lia lịa đồng ý, nhưng Ma Sao vẫn nhất quyết không chịu ăn. Kazama thấy nó là chiếc bánh đặc biệt, chẳng giống ai cả. Xin lại còn bơm vào làm Kazama muốn điên lên luôn. Ma Sao thấy đáng ra nên quyết định bằng cách oản tù tì. Vì hôm đến nhà Kazama, mẹ cậu bạn đã đưa bánh ngọt ra mời. Nhưng mà lại có một miếng nhỏ hơn nên mẹ Kazama đã bảo cả đám cùng oản tù tì. Nếu ai thua thì sẽ nhận chiếc bánh nhỏ, vậy là cả hội cùng chơi và kết quả là Ma Sao thua cuộc. Nên đành ngậm ngùi ăn miếng bánh nhỏ, Nene nhớ lại thì đúng như vậy thật. Với lại hôm đó Kazama đã chọn miếng bánh lớn nhất. Ma Sao thấy mẹ cậu không làm như vậy vì mẹ sẽ dành cho khách miếng lớn hơn và sẽ đưa con trai mình cái bé, xin thấy tùy nhà thôi. Có phải mẹ nào cũng giống nhau đâu, nhưng Ma Sao vẫn không phục. Xin thấy cậu bạn này thật ích kỷ, Nene cũng thấy mẹ Ma Sao đúng là hiếu khách quá. Không như mẹ ai đó, Kazama thấy hơi nhột rồi nha. Rồi cậu bạn giải thích mẹ mình là một người rất bình đẳng, ai số nhọ thì chịu thôi. Nene thấy vậy cũng đúng, nhưng Ma Sao vẫn buồn vì lúc ở nhà Kazama thì phải ăn miếng bánh nhỏ, giờ lại phải ăn chiếc bánh xấu xí này. Nene thấy mẹ mình lúc nào cũng tuyệt vời nên chắc chắn sẽ chẳng ai bất mãn gì khi đến nhà cô bé cả. Xin nhớ bình thường mẹ Nene hình như đâu ưa Xin, Nene thấy Xin hơi kỳ nha. Bình thường mẹ sẽ chia đều cho mỗi bạn hai thanh sô-cô-la. Và dư một miếng thì mẹ sẽ bí mật cho cô ăn trước. Và đó bí mật không bao giờ được bật mí. Rồi Nene hỏi với nhà Xin thì sao. Kazama cũng rất tò mò về cách tiếp khách của mẹ Xin. Xin thấy đó là một bí ẩn. Ma Sao nghĩ hay là mai cả đám cùng tập kết đến nhà Xin xem thế nào. Kazama thấy hợp lý đó, cùng đến và kiểm chứng xem có gì đặc biệt không. Vậy là đến hẹn lại lên, cả đám tập trung ở nhà Xin. Mẹ Misae thấy hội bạn thân ai nấy lo của con trai đến cũng ra chào hỏi niềm nở rồi chui vào trong. Kazama tò mò không biết sẽ được mẹ Xin chiêu đãi món đặc sản gì đây. Nhưng Xin đâu biết gì đâu, cả Ma Sao và Nene cũng rất mong đợi. Trong này mẹ Misae đang tranh thủ Zuhima ngủ. Nhân cơ hội ông Xin đang chơi với bạn thì mẹ cũng định làm một giấc cho sướng cái thân. Chợt nhớ ra là quên mang điện thoại vào nên mẹ bật dậy. Xin nhớ hôm qua mẹ đi Saito về nên chắc sẽ có bánh kếp. Vậy là ba người bạn cười tít cả mắt. Lúc này mẹ cũng ra tìm điện thoại thì hết hồn khi bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Vậy là mọi người nhìn nhau cùng trừ. Mẹ cũng tranh thủ lấy điện thoại rồi đi vào luôn. Rồi cả đám đợi dài cổ đến chiều mà vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu. Lúc này Xin mới nhớ ra là hôm nay không có đồ ăn nhẹ. Vậy là cả đám hết hồn. Kazama thấy khách đến nhà phải có gì chiêu đãi chứ. Nene nghĩ là Xin nên vào nói với mẹ. Cô cậu chưa kịp vào thì mẹ cũng ra. Thì ra mẹ phát hiện mình quên mang đòi ăn nhẹ ra nên bảo cả đám ngồi đợi một chút. Nene thấy mẹ Xin vui tính ghê, sau đó mẹ đưa cacao nóng ra mời cả đám. Xin thấy quê quá. Chỉ có vậy thôi sao, thì tại hôm nay mẹ quên mua đồ ăn nhẹ thôi. Nói rồi mẹ cười trừ đi vào, còn cả đám thì mặt một đống. Nene thấy thất vọng về mẹ Xin quá đi, không hổ là bà thánh keo kiệt. Tự nhiên có chuông cửa, thì ra Bo mang bánh gạo đến cứu trợ. Vậy là cả đám chia nhau ăn ngon lành, mẹ Misae thấy ngon quá nên cũng ra xin Bo ăn ké một miếng. Bo liền đổ nguyên một đĩa đầy mời mẹ. Vậy là mẹ ngồi ăn liên hoàn, đúng là ngon nhức nách. Xin thấy xấu hổ muốn chui xuống đất với mẹ luôn đó. Vậy mà mẹ vẫn ngồi ăn như chết đói, còn cả đám bạn thì ngồi nhìn đầy bất lực luôn. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 231, P1 bố lắp mô hình. Tối nay, bố mệt rã rời về nhà thì hết hồn khi thấy Xin ra kính cẩn chào đón. Rồi xong, lại sắp có biến rồi, thì ta cu cậu muốn bố lắp dùm Xin mô hình nghỉ dưỡng của Action Kamen. Mẹ chắc bố làm được đó, chứ mẹ không giỏi mấy mảng này lắm, bố nghe mà hoang mang ghê, bố cũng có biết gì đâu. Vậy thì bố cứ suy nghĩ rồi lắp trong vòng một tuần cũng được, Xin thấy không cần gấp lắm nên bố cứ bình tĩnh. Nhưng bố không được tự tin lắm, mẹ thấy bố vậy mà cũng đòi làm ông bố hoàn hảo. Lời nói của mẹ như một đòn giáng vào đầu bố. Lại thêm ông Xin cứ cà khịa, bố bắt đầu thấy bực rồi nha. Mẹ giật lại xem thì thấy cũng khó nhằn đây, không phải dễ ăn đâu. Kiểu này thì bố cũng đầu hàng rồi, ông bố nghe mà điên quá. Quyết không để mấy mẹ con khinh thường nên quyết tâm sẽ làm được cho mấy mẹ con trầm trồ. Xin thấy bố làm hơi lố. Lắp được đi rồi lên tiếng, vậy là tuân lệnh luôn. Mấy mẹ con cứ trố mắt lên mà nhìn nha. Mẹ thấy hôm nay bố đỉnh thật, nhưng Xin chả quan tâm.
mà cứ đòi ăn cơm, ăn xong, mẹ thay đồ cho Hima. Bên này thì Shin cứ dán mắt vào TV, còn bố thì ngồi ngâm cứu xem nên bắt đầu từ đâu. Chợt thấy có bồn vệ sinh, thấy cái này có vẻ thân thuộc nên bố bắt đầu lắp luôn từ nó. Có vẻ không dễ ăn nhưng bố sẽ cố gắng, vậy mà ông Shin cứ cà khịa làm bố muốn choảng cho, cuối cùng cũng lắp xong cửa phòng vệ sinh. Thành công bước đầu nên bố mừng như hội, mẹ thấy bố đừng mừng vội, còn 36 chi tiết nữa cơ. Bố nghe mà cay quá, thấy Shin ngáp ngoắc cả miệng, mẹ liền bảo cu cậu vào ngủ. Vậy là cu cậu tắt TV rồi rủ bố đi ngủ. Nhưng bố muốn làm cho xong, Shin đành vào phòng ngủ một mình. Còn bố vẫn ngồi chăm chú lắp, sáng hôm sau. Mẹ dậy thì chẳng thấy bố đâu, thì ra bố ngồi lắp cả đêm ngoài này. Mẹ ra thì hết hồn khi mắt bố đen như gấu trúc. Tới giờ đi làm, bố gác mớ mô hình đã lắp dở lên kệ rồi dặn ông con không được phá đám. Nói rồi bố đi luôn mà quên cả cặp, mẹ lại phải hét bố vào lấy. Mẹ không hiểu sao tự dưng bố lại sốt sáng lắp như vậy cơ chứ, ở công ty. Đến giờ ăn trưa nên chú Kawaguchi rủ bố đi ăn, nhưng bố chẳng chịu đi mà bận lắp mô hình cho Shin. Kết quả là chú ấy cũng bị cuốn vào mớ bòng bong này luôn. Đến khi mấy chị gái đi mua đồ ăn về chứ thấy hai người đàn ông kia cứ cắm đầu vào lắp lắp xếp xếp gì đó mà chẳng hiểu chuyện gì. Tối về nhà, bố vừa ăn vừa nghiên cứu cách lắp. Mẹ thấy bố ăn rồi làm sau cũng được, Shin thấy bố hơi sốt sắng rồi đó, nhưng mà bố phải làm gấp cho nóng với lại đang có hứng nữa. Thấy Hima vừa chạm vào, bố liền hét toáng lên, Hima sợ quá nên khóc ré, mẹ đành đến bế dỗ cô bé. Còn Shin thấy hình dán action camen dễ thương quá xé ra định dán lên thì bố lại gào lên. Không phải dán lung tung là được đâu, Shin thấy bố ghê quá. Mẹ cũng bất lực, rốt cuộc thì mô hình này cuối cùng là của ai, mò đến nửa đêm, cuối cùng bố cũng hoàn thành tác phẩm nên xúc động tràn trề, phải uống một chai bia chúc mừng mới được. Nghĩ rồi bố hí hửng chạy vào tủ lạnh lấy bia, đến khi quay lại thì đứng hình rồi làm rơi luôn bia xuống nhà, khi cảnh tượng trước mắt thật đau đớn. Ra là Hima đang ngồi trong tác phẩm của bố rồi giày vò tất cả, vậy là bố khóc thét luôn. Nghe ồn ào quá nên mẹ và Shin cũng ló đầu ra thì hết hồn luôn. Bố điên lắm nhưng không làm được gì đành đập bàn thình thịch ăn vạ, mẹ liền bế Hima ra. Nhưng mà tất cả đã tan nát hết rồi, đau lòng quá nên bố khóc luôn một dòng sông, Shin thấy bố không cần lo đâu. Vì cu cậu đã chuẩn bị cho bố một mô hình khác để lắp tiếp rồi, vậy là bố lại khóc to hơn. Dự là bố lại tiếp tục mất ăn mất ngủ thêm mấy ngày mấy đêm nữa rồi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 239, P3 lũ muỗi làm phiền Shin lúc nửa đêm. Hôm nay Shin hóa trang thành một chàng ong điển trai nên cứ bị mấy chị cái bu lấy. Vậy là cậu bạn bay đi, đố các chị bắt được em. Cuối cùng cu cậu cũng bị một chị gái tóm lấy rồi cả đám chị gái đưa ống hút hút mật trên người cu cậu. Hóa ra đó chỉ là mơ, chứ thực chất cu cậu đang bị mấy em muỗi chích cho nát mặt. Ngứa quá, Shin ngồi dãy đành đạch, đúng là lũ muỗi đáng ghét. Vậy là ông con qua cầu cứu mẹ, nhưng mẹ buồn ngủ lắm. Shin tự xử lý đi, Shin thấy mình đúng là con ghẻ mà, từ khi Hima ra đời. Là cu cậu ra rìa luôn, thôi tự thân vận động vậy. Nói rồi Shin tự dậy bật đèn tìm thuốc bôi cho đỡ ngứa. May quá thuốc đây rồi, vậy là cu cậu bôi khắp mặt, tự dưng lại nghe tiếng vo ve. Chắc là lũ muỗi lại sắp đến rồi quá, hình như nó sắp tấn công Hima. Vậy là Shin mò lên nôi của em, không nằm ngoài dự đoán, một em muỗi đáng ghét đang đậu trên mặt Hima. Shin định đánh nhưng sợ em dậy, nên phải nhọn mỏ ra thổi nó đi, may quá. Nhưng mà phải cảnh giác, không lũ muỗi quay lại thì tiêu. Vậy là cu cậu lại lục bàn trang điểm của mẹ lấy đại hộp kem ra xoa mặt cho Hima. Tiếp tục là đắp lên mặt mình, giờ thì có thể yên tâm mà đi ngủ rồi, nhưng vừa chợp mắt thì một đoàn năm em muỗi thay nhau chích vào chân, ngứa quá ông con cứ đập chân sầm sầm xuống nhà. Đúng là điên mất thôi, bên này, mẹ vẫn ngủ say như chết, Shin lại qua cầu cứu bố. Nhưng bố lại nói xàm xí gì đó trong giấc mơ rồi xin lỗi lia lịa, Shin nghe vậy liền đóng giả chị đẹp ghẹo bố. Vậy là bố cười hí hửng, chán quá, đúng là không thể trông chờ gì vào ông bố chân thối này được. Shin lại lấy hũ kem của mẹ bôi kín lên hết cả tay chân, sợ bố bị đám muỗi thịt. Shin lại bôi cho bố, đúng là mắc cười ghê, tiếp theo là đến mẹ Misae bụng ba ngấn. Cu cậu vừa bôi vừa bảo mẹ siêu thị đang được giảm giá, vậy là mẹ cười ngoắc CAMOM. Cuối cùng cũng xong công tác ngăn chặn sự tấn công của lũ muỗi, vậy thì chúng có mà cắn đàng rời. Giờ thì có thể thể duỗi thẳng chân thẳng tay mà đi ngủ rồi, nhưng đám muỗi cứ bay vo ve làm Shin không thể chợp mắt được. Vậy là cu cậu ngồi dậy đập luôn một phát, kết quả là một em muỗi say sẩm hết mặt mày. Thấy mình đỉnh quá, Shin lại dùng khinh công bay lên chụp tiếp, nhưng lần này lại chật mất tiêu. Bực quá cu cậu lùi ra đằng sau phòng thủ, rồi đập liên tục. Thấy không còn con muỗi nào để chiến đấu nữa, ông con liền kéo cửa sổ gọi cả đám vào khiêu chiến. Vậy là nguyên đàn muỗi kéo thẳng vào tấn công Shin. Thấy ồn ào quá bố mẹ hết hồn tỉnh dậy rồi ra hốt ông con vào. Đến khi bật đèn thì hai ông bà bô hét toáng lên, thì ra đám muỗi đã theo Shin kéo vào trong nhà. Vậy là nguyên đêm cả gia đình Nohara thức trắng đập muỗi chứ ngủ gì tầm này nữa.